Sáng nay ngày 14 tháng 5, đoàn cơ sở Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank chi nhánh tỉnh Long An tổ chức Đại hội đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2022-2027. Trong nhiệm kỳ 2017-2022, tuổi trẻ Agribank hoàn thành xuất sắc công tác đoàn và phong trào thanh niên cũng như các nhiệm vụ chính trị và kinh doanh tại đơn vị. Đoàn viên thanh niên tích cực tham gia các phong trào tình nguyện, xây dựng nông thôn mới, xây dựng văn minh đô thị, tham gia bảo vệ môi trường, các hoạt động uống nước nhớ nguồn và phong trào đền ơn đáp nghĩa. Mỗi năm tặng 7 suất học bổng thắp sáng ước mơ với tổng trị giá là 245 triệu đồng cho sinh viên nghèo hiếu học, cho tặng tủ sách thiết bị học tập trị giá 50 triệu đồng cùng các nhu yếu phẩm khác cho các học sinh vùng sâu vùng xa. Trong nhiệm kỳ, đoàn cơ sở giới thiệu 25 đoàn viên ưu tú cho đảng bồi dưỡng và kết nạp được 18 đảng viên. Với khẩu hiệu hành động, tuổi trẻ Agribank chi nhánh tỉnh Long An xung kích đoàn kết, năng động, sáng tạo. Trong nhiệm kỳ 2022-2027, đoàn cơ sở phấn đấu 100% đoàn viên thanh niên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Mỗi năm, đoàn cơ sở có ít nhất 2 hoạt động hỗ trợ thiếu niên nhi đồng. Đại hội đã bầu ban chấp hành đoàn cơ sở Agribank chi nhánh tỉnh Long An nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 9 đồng chí. Dịp này, 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2017-2022 được nhận khen thưởng của tỉnh đoàn và đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.